Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi thân tháng 10 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Bước sang tháng mới, người tuổi thân cần làm tốt chuẩn bị tâm lý bởi đây sẽ là một tháng nhiều thách thức và cả sóng gió với bản mệnh. Tháng này, bạn nhất định phải học cách giữ mình, tránh xa thị phi, tranh đoạt để không bị cuốn theo những vòng xoáy gây hại cho chính mình. Cục diện tương hại án ngữ làm đảo lộn mọi kế hoạch của những chú khỉ. Những toan tính trước đó của bạn có thể không theo kịp sự biến động của thời thế, hiệu quả công việc giảm sút đáng kể, làm giảm cả uy tín và hình ảnh cá nhân mà bạn nỗ lực xây dựng từ trước đó nhìn chung tháng này sẽ có nhiều việc không thực sự như ý con giáp này cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề của chính mình hay do hoàn cảnh trước khi đưa ra lời phán xét nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi không ai hoàn hảo cả miễn là là bản mệnh biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng đây sẽ là một tháng không mấy thuận lợi và may mắn đối với người tuổi thân về mặt tài chính dù lương lậu ổn định nhưng chi phí cuộc sống lại tăng lên nhiều khiến các khoản chi ra vượt cả thu vào đồng thời những khoản đầu tư của bạn cũng dễ bị thua lỗ nên kinh tế lại càng thêm eo hẹp. Trong tháng nhân duyên của tuổi này khá vượng nhờ mộc dục cát tinh mang tới. Cơ hội cải thiện tình cảm có nhiều nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những người đã kết hôn cần đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn hạnh phúc gia đình vì có thể sẽ xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của bạn. Sức khỏe của bạn không được như ý, nhất là những người bị bệnh mãn tính thì lúc này dễ trở bệnh. Bản mệnh nên sắp xếp công việc xong sớm để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ngoài ra, có âm sát hung tinh ảnh hưởng, chú ý họa huyết quang, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh cũ tái phát. Tử vi tuổi thân tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi thân âm lịch, người tuổi này chịu tác động trực tiếp của cục diện tương hại nên vận trình có khá nhiều sóng gió và cả hung hiểm do đó bạn cần làm tốt chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức sẽ đến điềm báo tử vi cho thấy có thể xảy ra xung đột cạnh tranh không lành mạnh đấu đá nội bộ bạn khó được yên ổn làm việc của mình khi liên tục bị những tác động khách quan quấy nhiễu vận tiểu nhân trong tháng kỷ hợi này khá vượng đòi hỏi bạn không được phép chủ quan hay lơ là bất cứ giây phút nào đặc biệt bạn nhất định phải học cách giữ mình tránh xa thị phi hạn chế lo chuyện bao đồng để không bị cuốn theo những cuộc tranh đoạt lợi lộc trốn quan trường dù ít hay nhiều khi bị những vòng xoáy đấu đá ảnh hưởng hiệu suất công việc của những chú khỉ khó mà cao được đã vậy bản mệnh đối mặt với không ít sự cố xảy ra đòi hỏi phải thật linh hoạt và bình tĩnh để xử lý thương quan cũng gây thêm không ít khó khăn cho sự nghiệp của con giáp này hung tinh đang làm đảo lộn mọi kế hoạch của bạn những toan tính trước đó của bạn có thể không theo kịp sự biến động của thời thế hiệu quả công việc giảm sút đáng kể làm giảm cả uy tín và hình ảnh cá nhân mà bạn nỗ lực xây dựng từ trước đó nhìn chung tháng này sẽ có nhiều việc không thực sự như ý con giáp này cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề của chính mình hay do hoàn cảnh trước khi đưa ra lời phán xét nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi không ai hoàn hảo cả miễn là là bản mệnh biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng ở những lỗi sai đã không thể thay đổi, hãy tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chứ đừng chỉ chữa cái tạm thời, nếu không lỗi sai lại lặp đi lặp lại khiến bản mệnh cố nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi thân âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch tài vận của người tuổi thân trong tháng này không được lý tưởng bản mệnh gặp tương hại thái tuế lại không có tài tinh nào xuất hiện giúp hóa giải tài lộc bị kìm kẹp khó mà khởi vượng dù lương lậu ổn định nhưng chi phí cuộc sống lại tăng lên nhiều khiến các khoản chi ra vượt cả thu vào trong thời điểm này bản mệnh càng cần phải quản lý tài chính cá nhân thật tốt tránh để rơi vào hoàn cảnh vay mượn nợ nần chỉ vì cân đối chi tiêu không hợp lý hùng tinh xuất hiện nhắc nhở bạn cần hết sức tỉnh táo và thận trọng nhất là trong khâu chọn đối tác hợp tác làm ăn tránh bị lừa gạt tiền bạc kinh doanh buôn bán trong tháng gặp nhiều khó khăn thậm chí có thời điểm mọi thứ trì trệ còn thâm hụt vốn lúc này mà bản mệnh nản lòng dừng lại thì sẽ càng thua lỗ lớn hơn ngược lại nếu kiên trì phân tích nguyên nhân tìm hiểu hướng khắc phục có thể tạo ra những chuyển biến bất ngờ gặt hái thành quả tốt lành mọi kế hoạch đầu tư đều nên tiến hành ở những hạng mục nhỏ lẻ trước vừa để thăm dò thị trường vừa để bản mệnh làm quen và điều chỉnh kế hoạch lâu dài của mình Nóng vội muốn ăn lớn, ngay từ đầu sẽ rất dễ gặp rủi ro. Với người làm công ăn lương, tình hình tài chính ít biến động hơn. Mệnh chủ nên tập trung làm tốt công việc hiện tại, đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc mà giảm năng suất và hiệu quả làm việc. Xem phi tinh tháng sao bát bạch chủ tài khí xuất hiện ở hướng chính tây. Đây chính là phương vị vượng vận khí và tài khí của người tuổi thân trong tháng 10 năm 2021 âm lịch. Bạn nên bài trí thêm cây xanh hoặc tiểu cảnh, hòn non bộ nhỏ để kích vượng nguồn năng lượng tích cực. Từ đó sẽ rất có lợi cho việc cầu tài, kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi thân tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Bước sang tháng 10 theo lịch âm, người tuổi thân nếu còn độc thân sẽ được mục dục thúc đào hoa, mang tới nhân duyên tốt lành, nhiều mối quan hệ hài hòa, rút ngắn quá trình tìm kiếm đối tượng ưng ý cho bản mệnh. Nhân đàn này có thể chủ động bày tỏ tình cảm với đối phương hoặc hóa giải những xung đột đang gặp phải. Cơ hội cải thiện tình cảm có nhiều nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bạn vẫn chưa nghiêm túc để bước chân vào một mối quan hệ thì dù đào hoa có rực rỡ ra sao cũng thành vô ích. Nằm ở trạng thái đối cực với người độc thân, các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu dễ phát sinh nhiều trục trặc mâu thuẫn do đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa dữ. Bạn cần đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn hạnh phúc gia đình vì có thể sẽ xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của bạn. Có vẻ như mối quan hệ của hai bạn đang thiếu sự hài hòa, thiếu những điều lãng mạn, thậm chí hai bên còn tạo sức ép cho nhau vì những gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái, khiến không khí gia đình ngột ngạt, bí bách. Cả hai nên dành nhiều thời gian chia sẻ, trò chuyện để cùng nhau tháo gỡ những vấn đề đang gặp phải. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi thân âm lịch về phương diện sức khỏe trong tháng kỷ hợi người tuổi thân gặp không ít phiền muộn lo lắng về vấn đề sức khỏe nhất là những người bị bệnh mãn tính thì lúc này rất dễ trở bệnh công việc bận rộn lại không suôn sẻ như ý muốn làm ảnh hưởng khá lớn đến trạng thái tinh thần của con giáp này bạn thường suy lo nghĩ đến mức mất ăn mất ngủ sức đề kháng giảm sút nhanh chóng bản mệnh nên sắp xếp công việc xong sớm để nghỉ ngơi dưỡng sức một số bệnh dễ gặp trong thời gian này liên quan đến xương khớp là chủ yếu, nhất là trong thời gian thay đổi thời tiết, toàn thân thường xuyên ê ẩm. Ngoài ra, có âm sát hung tinh ảnh hưởng, chú ý họa huyết quang, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh cũ tái phát, cần hết sức thận trọng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân trong tháng 10 âm lịch năm 2021. 1. Bính thân, thuộc mệnh hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức khẩu quyết cần làm tốt chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức sẽ đến. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, ngọ, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. 2. Mậu thân, thuộc mệnh thổ, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, hiệu quả công việc giảm sút đáng kể, làm giảm cả uy tín và hình ảnh cá nhân. Quý nhân, thìn, mùi. Tiểu nhân, sửu, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. 3 canh thân, thuộc mệnh mộc, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, tài lộc bị kìm kẹp khó mà khởi vượng, chú ý quản lý tài chính cá nhân thật tốt. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, dậu, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. 4. Nhâm thân, thuộc mệnh kim, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, đào hoa quá vượng có thể biến thành đào hoa giữ đe dọa hạnh phúc gia đình. Quý nhân, tị, mùi. Tiểu nhân, sửu, ngọ màu sắc may mắn, đen, đỏ. năm Giáp thân, thuộc mệnh thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, nên sắp xếp công việc để nghỉ ngơi, dưỡng sức, chú ý họa huyết quang. Quý nhân, hợi, ngọ. Tiểu nhân, mùi, tý Màu sắc may mắn, đen, vàng. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi thân trong tháng 10 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại